Xin chào các anh nhé, em Hồng Anh hôm nay xin phép test cho các anh nghe thử con âm ly Watt Freedom 2050A, công suất tầm 50W một kênh, ghép với lại con CD Cyrus 6 rất hiếm các anh nhé, màu bạc đẹp hoàn hảo, còn nguyên thùng, ghép với lại đôi loa BW DM22, loa rất là đẹp các anh ạ. Xin phép test cho các anh nghe thử, các anh đeo tai nghe để trải nghiệm nhé. Cảm ơn các anh đã xem một cái clip ngắn. Các anh add Zalo số điện thoại của em 0866880998 để tiện liên hệ cũng như cập nhật những sản phẩm tránh bỏ lỡ nhé. Cảm ơn các anh đã quan tâm.